Mà xin chào quý vị đang theo dõi kênh bên em nhé. Và em xin chào anh khách có đuôi số điện thoại là 3488 đã đặt cái cặp Onkyo có mã là 102CX này bên em nhé. Dạ vâng, đây là cái sản phẩm của anh nhé. Đấy, đây. Đấy. Ở đây thì em sẽ test bàn giao luôn cho anh. Đấy. À, loa có số seri đây là em đọc 4 số cuối nhá, là 1168 này. Đấy. Cả hai trước nè. Đấy, 1168. Thì anh nhận cho em đúng cái mã hàng này nhá. Đấy, về nhận cho em đúng cái mã hàng này. Ở đây thì em đã ghép sẵn dây loa rồi. Đấy, về nhà thì anh đấu cho em cẩn thận nhá. Các cái đầu dây anh nhớ là vo cho nó tròn lại nhá. Đừng để cho các cái sợi đồng nó nhô ra rồi nó chọc từ cầu này sang cầu lọ, nó rất là dễ bị chập cháy nhá. Đấy. Rồi vâng, về phần loa thì em sẽ test từng trước một nhá. Đấy, test từng trước một cho anh, đảm bảo là bát tép từng trước lên ok. Đấy, em sẽ điều chỉnh ở đây là gồm có bát, tép, ba lăng và volume. Đấy, để anh có thể thấy. Và anh lưu ý nhá, loa thì nhà em không bảo hành bảo tỏi, nên là về anh nhớ cho em đấu cẩn thận cho em nhá. Đấy, còn nếu mà anh làm loa trả lời thì nhớ là phải, một là có thể là tham khảo qua ý kiến của thợ, hai là anh có thể tìm hiểu trên mạng hoặc YouTube hoặc web gì đấy để ví dụ là có cần đấu thêm phân tần hay không, có cần đấu thêm tụ hay không, hay là như nào đấy để đảm bảo cho cái bát cái tép nó khi mình làm loa trả lời nó không bị cháy nhá, bởi vì khi ghép em loa to thì nó rất dễ bị ảnh hưởng nếu như mình không biết cách đấu lối. Đấy, thế nên là tại vì sao loa nhà em là không bảo như vậy, tại vì nhiều bác về sử dụng như nào nhà em không biết được cái cách các bác sử dụng như thế nào. Đấy, thì về anh cứ đấu lối cho em thật cẩn thận và cố gắng tìm hiểu thật kỹ nhá. Đấy, không biết thì mình có thể ra thợ mình hỏi qua nhá. Đấy, thì nó đảm bảo cho mình là cái sản phẩm của mình nó hoạt động tốt hơn, bền bỉ hơn. Dạ vâng, em sẽ đi vào test thực tế này. Đây là cả hai loa đang hoạt động anh này. Đây là hai loa đang hoạt động anh nhá. Em đảo ba lăng này. Đây là loa phải trước này. Em đưa bát ở trước này. Tép về không này. Ba rồi, đánh rất là rung nhá. Đây. Đấy, ba đang rung này. Đấy. Có một người mà tôi chưa quen. Ok nhá, đây là tiếng bát, tiếp tục kiếm được tiếng tép vào này. Bát về không này. Tép lên này. Ok nhá, tiếp tục em đảo sang bên loa trái này. Vẫn là tiếng tép trước nhá.
biển cao người bên sông nhớ mong khấn nguyện cùng trời cao tốt đẹp một vì sao. Ok nha, đấy tiếng tép này, tiếp đưa bát vào này, bát vào này, tép phải không này. Ok nhá, đấy vậy là đã test xong cho anh hai chiếc loa, ba test từng trước lên rất là ok. Đấy. Thì mọi thông tin chi tiết thì anh cứ liên hệ cho em qua cái số điện thoại là 0966 594 581 nhá. Địa chỉ ở cửa hàng thì ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội quý vị nhá. Dạ vâng, em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhá.